đường dài nhận lỗi từ nhà thương binh liệt sĩ xã Xuân Thế Sơn. Và nước mắt đã mất lên những hoạt lỗ của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và khát khao cháy bỏng. Đó chính là lửa của tình yêu thương, của hoài bão và lý tưởng cao đẹp. Và đó cũng chính là ngọn lửa cách mạng soi đường cho đất nước ta suốt mấy năm qua. Hạnh phúc thay khi ta đã nhiều xuân qua đất nước ta có đảng. Như bây giờ, trân trọng kính mời cô Võ Thị Đào, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, trưởng ban quản trại lên nhận lửa từ đoàn nước đốt và thắp lên ngọn lửa trên của đêm trại hôm nay. Các em cầm đốt di chuyển vào vị trí tập kết.